Rồi, ok. Đặt clip đu chữ tiếp theo là đặt Gold Z nè. Rồi, để coi thử đặt này chủ đặt nhắn cái gì. Chủ đặt nhắn là anh tư vấn cho em độ hình leo tháp với lại thẻ. Rồi, ok. Sao giờ này mà tính năng chiến thuật còn quét cái gì đây? Trời. 41 triệu vàng. 41 triệu vàng. Trời ơi, thiệt là đại gia vàng. Bí tháng không mua, cũng không mua học lực, cũng không mua thể lực luôn. Quá đỉnh. Cũng không mua học lực, cũng không mua thể lực luôn. Rồi, có đánh quyết đấu công bằng. Để coi thử chết cấp trung bình server chi. Bạn bị gì trời, server bị gì vậy? Một lần ấn vô cái đó là nó bị lâu cái gì vậy trời. Thọt hai cấp so với server, cấp trung bình. À, cấp trung bình không thọt. Rồi, ok. Tăng top 1. Skin 1, có mực, có DK. Kabuto có, Kukisu có. Hầu như là tập trung bên quái nhân là nhiều. Chuẩn bị coi. Rồi, ok. Nói này tí nha. Đúng là lối chơi. Đúng là lối chơi của mấy anh em thiệt. Nhưng mà chơi mấy anh em nghỉ một chút đi. Giờ tôi hỏi nha. Team lấy hai con này về. Tôi hỏi một câu đơn giản là hai con này yếu gì mạnh. Mặc dù nó out meta rồi nhưng mà tôi hỏi nè, con Kabuto nè. Con Kabuto yếu hay mạnh? Tôi không nói con Rukitsu nha. Tôi không nói con Rukitsu nha. Tôi nói riêng con Kabuto này thôi yếu hay mạnh. Tôi hỏi riêng Kabuto này thôi yếu hay mạnh. Chủ ạ, chắc đang coi tôi luôn á. Tôi hỏi riêng con Kabuto với con Rukitsu này yếu hay mạnh. Đồ mấy ông thiếu à. Đồ mấy ông thiếu à. Không hiểu luôn. 41 triệu vàng. 41 triệu vàng này bây giờ tôi nâng một chút là hết. Trời, để vàng làm gì vậy? Thì hết 20 triệu vàng nhanh chưa? Chưa nha, tiếp tục nè. Tiếp tục, chưa hết, chưa đâu. 21.000 điểm kỹ năng mà tại sao không nâng đi? Sợ mình mạnh quá hay sao vậy? Nè. Trời ơi, không nâng lên đi trời. Nâng lên đi chứ. Nâng lên để làm gì vậy? Nâng mấy cái này lên hết đi để làm gì vậy? Trời ơi, quải thiệt chứ. Nâng mấy mở cái con này lên đi. Mở cấp kỹ năng nó lên đi chứ. Trời ơi, không mở cấp kỹ năng thì lấy đâu ra nâng cái huấn luyện. Trời ơi, để một đống vàng để làm gì tôi không biết luôn á. Nhiều quá mấy ông tích vàng để làm gì luôn. Không biết cái này là tôi không biết mấy ông để vàng vô. Khi mà mấy ông hỏi tại sao nè. Nè mấy ông coi thử tăng bao nhiêu được chiến nha. Mở tăng rồi tăng cho mấy ông coi nè. Mấy ông phải mở cấp mấy cái này lên chứ. Mấy ông không mở sao mà nâng mấy con này lên được. Trời trời. Vô mấy ông thấy không, 40 triệu vàng mấy ông nâng một con là một con không. Mấy ông nâng 4 món trang bị. Nè, một mình con Kukisu không, 4 món trang bị của nó không là gần 20 triệu vàng. Rồi con Kukisu xong á là nâng hết con Kukisu thêm nữa một con này, 4 món không cũng là 20 triệu vàng. Mà tôi chưa tính cái chỗ trong đây thẻ trang bị còn chưa tạo mới đầy, nhưng tôi có thử cái cùng ở đây thẻ chưa, hai bên đây còn ô chưa đầy.
Ủa có đi xong ra con tướng mới là mấy anh em nghĩ bây giờ mấy anh em đi một đội hình nè. Rồi cái này đi làm sao? Rồi tôi hỏi cái hôm mà đánh cái vinh dự này sao quýnh một team à? Ừ anh ơi ạc em yếu quá đánh không được, ạc em thế này yếu quá đánh không được. Rồi bây giờ tới cái hôm đánh vinh dự này đánh làm sao? Đánh cái vinh dự này đánh làm sao? Cái này là chơi game này, cái này là sợ mình mạnh quá, thì sự cái này là sợ mình mạnh quá luôn á. Hai này cũng không mua luôn. Bỏ quán chắc không đánh luôn rồi. Đánh cho đủ 20 thôi. Rồi mấy em đánh bỏ quán, mấy em đánh kiểu gì? Tính năng chiến thuật. Ok, cái đấu ok luôn. Bây giờ kêu đi tháp, bây giờ anh hỏi, bây giờ anh hỏi đơn giản như thế này nha. Em nhắn tin bên Zalo tiếng Anh là anh tư vấn giùm em leo tháp, rồi lượt chiến đâu em leo tháp. Bây giờ nha, anh hỏi lượt chiến đâu em leo tháp. Bây giờ anh Hùng á, ạc này anh Hùng chỉ có đúng hai con thôi là con tăng tốp với lại con đi cây, thì để cô thử con đi cây nha. Con đi cây còn không cộng trang bị lên luôn thì đi kiểu gì? Em kêu tư vấn đi tháp cho em mà con đi cây em không thèm nâng đồ, con đi cây thì đi kiểu gì? Ừ? Con nào tăng? À không chày rồi. Không có zombie men luôn, đúng không? Hình như là không có zombie men luôn, Silver cũ. Không có zombie men luôn rồi làm gì có con nào hồi sinh câu giờ để em tăng bên anh Hùng mà em không cùng không nâng con DK lên, anh hỏi đơn giản vậy thôi. Anh hỏi đơn giản như thế này thôi. Bây giờ à, em kêu là bây giờ em muốn đi tháp, đúng em dùng tăng tốp này ok, anh không nói gì, cũng tăng tốp này ok nha, không có gì sai hết á. Con tăng tốp này ok không có gì sai hết. Bây giờ rồi nó chết hết đội hình, bây giờ nó trường lực phải chết hết đội hình, ai câu giờ con tăng tốp này đấm hồi máu. Mà trong khi đó đồ trang bị con DK không nâng luôn. Còn thỉ quá trời luôn, thỉ đằng sau quá trời cũng không nâng, sợ mạnh hay sao vậy? Đồ cũng không nâng lên luôn, sợ cái này là chơi game sợ mình mạnh quá hay sao chứ? Thiệt. Vàng thì 41 triệu vàng, thẻ thì còn 1000 mấy thẻ. Làm như em hết là phải vô siêu mới, người ta không có mấy cái này người ta nâng không nói. Mà không hiểu luôn, đồ như thế này em không nâng lên nè, bản thân nghe nói nha. Ạc nha, đã không có một con tướng hồi sinh rồi, con zombie min cũng không có luôn. Mà server 115 là server cũ, rất là cũ luôn, mà con zombie min không có là thời đã bỏ luôn zombie min. Mà con chày cũng không có luôn, thì ít nhất là bây giờ lấy gì, bây giờ em phải nâng những con này lên, ví dụ như con DK nè, con bơm hay thứ gì đó, để con nào nâng lên nó có tăng vô chứ. Cũng không có con chó luôn, bây giờ cho thêm một con bắt khuất, bây giờ ví dụ như đi bây giờ vô ải đi. Em thấy người ta, những người mà người ta đi cái tháp này nè, những người mà người ta đi cái tháp này, người ta muốn đi được á, người ta phải có những con nào, ví dụ như là tầm mà tướng nào cũng có, là ví dụ như là combo flash với lại tăng tớp là combo hạng sang, combo hạng cao cấp là con chày, con flash, con tăng tớp là combo hạng hạng sang. Tiếp tục nữa, nếu như mà em không có con flash, không có con chày luôn, thì ít nhất em phải có con zombie man là hạng cù bắp nhất luôn á, cù bắp nhất là xin mà mới bây giờ cũng có. Bây giờ em đã không có con zombie man rồi, em không có con chày rồi, em cũng không có con sam, có đúng một mình con tăng tớp này. Mà chơi tăng giới hạn HP lên thì bây giờ vô nó quá đấm chết con tăng tớp này là xong rồi. Mấy con này mỗi con một hit thì quýnh cái gì? Đây nè, bây giờ vô quýnh cho coi luôn. Giờ nó quýnh mỗi con một hit nó hồi máu thì quýnh cái gì? Một mình con tăng tớp này tăng không đủ lực được. Mà trong khi đó, con DK còn không nâng đồ lên cho nó, rồi mấy con này không nâng đồ lên thì đi kiểu gì? Không, nó trường lực một phát đi hết đồ hình rồi thì quýnh cái gì con tăng tớp đây, đâu có thời gian câu tham cho nó được đâu. Em đồ hình em đi xanh, em xe quanh em mới câu giờ chứ đi chứ. Bây giờ muốn đi tháp, là đồ hình em mới nâng cấp đồ hình lên em mới đi được chứ. Bây giờ không nâng cấp đồ hình lên đi sao được, sợ mình mạnh quá hay sao? Bây giờ em phải muốn đi được, em phải có lực chiến, em đẩy lực chiến lên, không phải chỉ một mình con tăng tớp đâu.
mà còn nhiều con nữa, con đi cây nữa, những con xung quanh nó phải tăng. Nó ví dụ như ngang bây giờ thay vì dùng chỗ đây đi, dùng con A-mai, tại sao không dùng con bơm? Tại sao phải dùng con bơm thay vì con A-mai? Tại vì con bơm này nó sẽ có được một lần bắt khuất nữa, tại sao không dùng điên bóng? Mà chắc gì con bơm chắc cũng không bỏ đồ cho con bơm đâu, bảo đảm luôn. Cái này con bơm chắc cũng không bỏ đồ cho con bơm luôn. Bơm đâu rồi? Đây. Không bỏ đồ luôn. Rồi một đống vàng đi để làm cái gì? Theo góc độ nha, em hỏi anh, em chỉ hỏi anh là làm sao để đi tháp thôi, thì anh trả lời luôn trong clip này. Nâng trang bị lên. Nâng trang bị lên, mục đích á phải hiểu con tăng tốp này á, mọi người hình như mọi người chưa hiểu con tăng tốp này để làm cái gì. Con tăng tốp này là khi mà mấy anh em đi ải, mấy anh em phải cho nó thời gian câu giờ, phải cho nó thời gian con bít nó chi kích để cho nó tạo cái lượng máu nhiều nhất có thể, cái lượng hộ thể đặc hóa của nó nhiều nhất có thể, để mà khi quái bên kia nó đánh vô, con tăng tốp nó đủ cái lượng giáp để nó phản đam. Chứ bây giờ con tăng tốp mới vô nó bị trường lực hết một phát á, ví dụ như là con mấy anh em đâu có đồ đâu, trường lực xuống một phát là chết sạch hết rồi, còn một mình con tăng tốp sao mà nó gánh được, siêu nhân cũng không gánh được nha. Trời ơi, mình phải hiểu cái cơ bản trước, là con tăng tốp vô nó phải cần cái lớp giáp hộ thể này, cái hộ thể của nó này nè, nó câu giờ cho con biết nó đấm. Mỗi hành động nè, mỗi lượt hành động của một con trên đây nè, là nó sẽ con biết của con tăng tốp này sẽ hành động theo. Ví dụ như ở quá trình 1 thì 5 con này nó hành động sẽ là 5 lượt hành động của con biết nha. Nhưng mà đúng 15 chấm, nhưng mà nếu mà full 15 chấm, con này nó sẽ không còn khả năng hồi máu của nó nữa. Ông này làm gì cứ coi đi cây 4, ông này coi đi cây 1 thôi. Con này là đi cây 1 mà. Nếu như mà cứ coi đi cây 4 thì ông nói còn đang hiện giờ là coi đi cây 1. Chờ Vinagame nó ra định hướng co, chắc phải mua quýt. Phải lâu lắm mới ra, ít nhất là phải hết tháng này nó mới ra. Không ra liền đâu. Trời ơi, mấy anh em đi mà cứ nghĩ được mình con tăng tốc nó làm cả thế giới thì không có câu chuyện ở đâu nha. Rồi tiếp tục nè, bây giờ coi hứa bây giờ dí nè. Có thì đủ hết rồi, dí thì nếu còn thì càng tốt thôi. Rồi ok, dí như thế này thì này chọn. Mà ô trời dồn, tôi dồn lộn mà. Trời má, biết siêu tuyệt kỹ cùng 176 dí mà ví điên lại hết. Hay nha. Rồi em nhắn gì đây, em thấy lần này quái nó hồi máu tăng tốp phản không đam chết được, phản đam không chết được đó là do em. Thiệt, do em, có những người mà 50 triệu chiến ra đi vẫn bình thường. Bây giờ vô chưa gì đội hình của em á, chưa gì đội hình của em mà kêu do tăng tốp em phản không chết được. Bây giờ vô đội hình của em chưa gì. Bây giờ đội hình chưa gì của em á, một vàng nữa luôn, nói nè, bây giờ em xếp cái đội hình của em nè. Một vàng này của em á, vô gì cái trường lực một phát chết mẹ 6 con này đây nè. Bây giờ một trường lực một phát 5 con này đi, đúng mình tăng tốp sống thì con tăng tốp này câu máu kiểu gì. Một mình con tăng tốp này làm nên mùa xuân gì ở đây. Rồi bây giờ tôi chết thiên phú nha, nãy giờ chưa chết thiên phú nha, để coi thử con thiên phú con tăng tốp có năng hay không nha. Nè bây giờ coi thiên phú con tăng tốp nè. Nè. Rồi thiên phú hàng này đỡ còn có năng. Còn có năng, ít ra thiên phú còn năng được xong 2 ô này. Đó, còn xong được 2 ô này. Thọt quá trời thọt cái này luôn, server cũ mà. Thì cái server cũ mà giờ này cái cấp kỹ năng mà giờ này cấp 20 mà cấp trung bình cấp 20 đi kiểu gì mà nâng giờ này mà phẩm chất tướng nâng cấp chứ gì. Nâng tướng mấy anh em bị thọt cái phẩm chất của mấy anh tướng này nhiều quá. Này cái này nếu thiệt sự cái này là nếu mà em nâng cái gì anh nói thiệt nha, ạc của em á đi tháp hay đi gì á, hiện giờ đi mà tất cả chế độ cái chế độ sau này á mà nó phân ra anh hùng quái nhân em đi không nổi thiệt. Nếu em mà còn giữ cái lối chơi này anh bảo đảm luôn, sau này bây giờ kể cả em lên đi cây co level 4 luôn nha, anh nói nha. Bây giờ em kêu là do tháng này quái nó hồi máu nha, ok anh chấp nhận, do tháng này đúng là ảo cảnh lần này nó khó, ok chấp nhận luôn. Qua tháng sau
nó cho cái tăng công á, anh đố em đi được luôn, thiệt. Qua tháng sau á, nó tăng cái tăng công luôn, cũng đồ hình này mà giữ nguyên lực chiến mà không chịu nâng á, không có chày, không có zombie man, không có tăng tớp gì vô, nó chừng lực một phát năm con này đi bụi hết. Còn một mình con tăng tớp này không đủ máu để phản, tôi bảo đảm luôn, không đủ máu để phản. Con tăng tốc của tôi 50, con tăng tốc của tôi 17 triệu máu mà đi tuần tháng trước, cái tuần mà tháng trước là cái tháng cái tăng tấn công á, mà tôi leo tới tầng 50 51 đã chết nha. Mà giờ này 40 triệu được chiến, mà giờ này 40 triệu được chiến, con tăng tốc được bao nhiêu máu đây? Tăng tốc giờ này 13 triệu được chiến đi mùa quýt nha. Nếu mà còn giữ nguyên kể cả ok, tuần này chấp nhận là cái búp khó luôn. Qua cái tháng sau á, là cái tháng mà tăng công á cũng đi không nổi với cái lối chơi này. Không có trang bị, không có gì hết luôn, không nâng không gì hết nè. Rồi để vàng đi làm gì, để vàng sưu tập à, chịu. Cái này thì anh không biết cái lối chơi của em sao nha, nhưng mà anh thấy lối chơi này tệ cực kỳ, cả hai ạ. Vàng để nhiều làm gì thì không biết, mà trong khi đó nhân ạc này đáng ra tính ra nha nè, còn quá trời cái đế năng nè. Đầu tiên là cấp kỹ năng nè, thọt cấp kỹ năng nè, cấp kỹ năng thọt quá trời thọt luôn nè, cấp kỹ năng thọt quá trời thọt luôn. Rồi trang bị cũng không nâng luôn, mà nói nha, hai con này nha, nói riêng hai con này nha, hai con này mà không nâng đồ cho hai con này thì coi như bỏ luôn cái vinh dự luôn đi. Anh nói một mình con Kabuto này nó gánh luôn được một ải vinh dự nha, nè, một mình con Kabuto này nó gánh được một ải vinh dự nha, mà giờ không chịu nâng. Mà mọi người trong đây biết á, này server cũ á, server cũ còn biết nữa, mấy mọi người biết con Kabuto này nó bị cái lỗi gì không? Server mới hiện giờ đang chơi con Bakugan, có vài ông đang chơi con Bakugan này, mọi người server mới đang nói con Bakugan này, mấy ông biết con Kabuto này, con Kabuto, con Bakugan, con chày, con Shiryu, con Sonic. Mọi người biết á là nó có một chung một điểm lỗi, là lỗi gì không? Người biết không? Tôi nói chắc gì con Shikin này đầu vũ đầu mạnh bằng con tăng tớp đây nè. Nếu mà ngang đồ á, con tăng tớp đây đầu vũ đầu chắc gì mạnh bằng Kabuto. Tôi nói luôn con tăng tớp này tàn bạo hay đầu vũ đầu á, chắc gì mạnh bằng con Kabuto. Con Kabuto này đam tụ lực của đòn vũ đầu nó đam cực kỳ to nha, nó đang cực kỳ to luôn. Mà meta đang hiện tại là meta đòn vũ đầu đang nằm ở bên quái nhân, tại con Shikin nó sẽ kìm theo uống acid, cho nên là hiện tại vẫn là meta đam đòn vũ đầu quái nhân. Thì con Kabuto này đi BBB hoặc là đi xếp cho một team khác, con Kabuto này nó chỉ cần đòn vũ đầu đi trước thôi, thì nó sẽ tự động nó chi kích thêm hai đòn sau khi mà kẻ địch hành động. Thì con Kabuto này nó cực kỳ mạnh. Ở server mới, mấy ông server mới đang áp dụng cái lỗi này chơi trên con Bakugan và chơi trên con Sonic. Mà mấy ông server cũ mà giờ này mấy ông nãy tôi vô cái hạt trắng đồ luôn, đồ không lắp cho con Kabuto, cũng không lắp cho con Kitsu. Vậy ngay từ đầu không chơi đừng lấy về, mà con Kitsu này con Kitsu 2 nha. Con Kitsu này là con Kitsu 2 nha. Không hiểu luôn. Thiệt, nếu không chơi rã hết mẹ hai này luôn đi. Thiệt. Nếu không chơi rã hết hai ô này luôn đi, rã hai ô này ra luôn đi, để làm gì? Rã hết mấy ô này luôn, lấy thủy tăng sao nâng cho mấy con đam chính luôn đi, để làm gì chi phí? Tấn công cũng không nâng, mấy ông tấn công cũng không đi, mấy ông coi nha, mấy ông coi nâng cái này hết bao nhiêu vàng. Nè, nâng hơn lên cấp 110 mấy, chỗ này tốn hết bao nhiêu. Đó, mấy ông không nâng lên nữa, nâng hết cấp 115, tốn gần 2 triệu vàng nữa. Nè, tốn gần 2 triệu vàng nữa mà kêu hỏi vàng mấy ông để đây để vô cái hạt nhìn gần 50 triệu vàng. Hay thiệt. Ảo thiệt chứ. Hai con này ngon cực kỳ luôn rồi đi kiểu gì? Bỏ trắng đồ luôn của cái sư 2 luôn nha nè. Của cái sư 2 luôn nha. Rồi nếu như em đi vinh dự em xếp team của gì, đi vinh dự xếp team mà xếp team mà một con tướng nó trắng đồ rồi, rồi em để 40 triệu vàng này để làm cái gì? Anh hỏi em nếu như đi vinh dự thì đi vinh dự đang ở cụm nào vậy? Ở phân khúc lục chiến nào? Thiệt chán ghê luôn á. À, server cũ, cụm server cũ bây giờ chơi cũng còn 1.5 năm trời rồi, mà giờ này mấy cái đó là mấy cái cơ bản luôn á, mà rồi cuối cùng để nâng bây giờ nâng mà để gạt như vậy á. Thấy chán không? Mà trong cái nó tính ra nếu cái hạt này bây giờ chơi mà chơi bình thường mà xả đồ ra, hạt này cũng phải gần 50 triệu được chiến rồi.
chơi câu chuyện nạp ít hay nạp nhiều, nên bây giờ mình không nói câu chuyện mà nạp ít chặt nạp nhiều chơi chay hay là chơi không chay thì bây giờ ít nhất cũng phải 50 triệu một chuyến rồi. Mà vé siêu thị kỷ là dư quá trời luôn nè. Vé siêu thị kỷ dư bây giờ để đóng vé siêu thị kỷ này làm gì? Vé điên thì không còn, nạp hay không nạp rồi đóng vé siêu thị kỷ này làm gì? Tại sao bây giờ không lấy vé, không lấy siêu thị kỷ cho một trong hai con đi? Con đang tớp này hoặc là con skin nè. Hai con này xong lấy cả hai con luôn đi. Bây giờ vé điên không đủ lấy gì? Vé điên này bây giờ định hướng lấy con gì đây? Năm đầu thì cũng không lấy được đâu, đủ vé đâu. Chờ lấy xương rồng thôi, lấy gì đâu. Dư đóng vé siêu thị kỷ đây, nó vé siêu thị kỷ từ đây tới xương rồng mới đủ lấy cho ba con, quan trọng đủ vé đen lấy tướng hay không mới là quan trọng nè. Anh nói thẳng luôn, bây giờ nãy em hỏi anh đi tháp đúng không, thì tháp của bên anh Hùng á, tháp của bên anh Hùng á, em up được chiến lên là em đi được nha, em up được chiến lên là em đi được. Mà tới bây giờ anh không hiểu luôn, em chơi cụm silver sao mà giờ này em không có con này hay thiệt sự luôn á. Thiệt. Con này nè, cụm silver cũ mà giờ này không có con này hay thiệt sự, con zombie man mà giờ này không có là đỉnh của đỉnh luôn á, thiệt. Rồi, ok. Đấy vậy thôi, rồi ạc này với có một cái nữa là nếu mà lấy tướng á. Nếu mà lấy tướng nha thì lấy con xương rồng. Chỉ còn định hướng lấy con xương rồng thôi. Mà lấy xương rồng xong á thì bên quái nhân nó cũng bị thọt nhiều quá. Ở bên anh Hùng cũng bị thọt nhiều quá. Này chắc định hướng xương rồng để điên bóng thôi chứ chả còn con nào lấy hết. MK chắc cũng bỏ luôn. Không đủ vé. Lấy con xương rồng xong là hết vé rồi, Zombie Man tích tháng xong là tới lấy MK, nếu mà lấy MK chắc lấy Awakening 1. Rồi, ok. Ngày xưa em không biết tích vé mà em biết tích vàng. Trời ơi. Còn cái này, hai cái này thì hồi nãy anh mới nói clip trước rồi. Này anh không nói thêm. Nói đi nói lại hoài nó không có hay. Nha, cái này thì anh đã nói ở cái trước hồi nãy rồi. Rồi, ok. Tiếp theo thôi.